Gia Lai, vùng đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng. Những tên núi, tên sông và con người nơi đây đã đi vào những trang sử hào hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Bước vào thời kỳ cách mạng mới, cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã chung sức đồng lòng, nhanh chóng khắc phục những hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại, để đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển. Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ngành địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để khai thác, phát huy những tiềm năng, lợi thế nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tập trung các giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, nhất là tập trung là chỉ đạo quyết liệt về công tác sản xuất, được là hình thành các cái mô hình sản xuất chăn nuôi và trồng trọt vào, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ứng dụng khoa học công nghệ vào để tái tạo lại các cái vườn cây ăn quả, rồi các cái cây công nghiệp có giá trị chủ lực như cao su, cà phê, chuối, rồi sầu riêng, nâng cái giá trị của cái 1 hectare có cái giá trị năng suất và lao động cao. Chúng tôi đã bám sát các cái nghị quyết, các cái chủ trương, các cái chỉ đạo của thành ủy. Trong đó thì thành phố cũng triển khai nhiều cái kế hoạch liên quan đến 4 cái nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 12 đã đặt ra. Đó là phát triển du lịch trở thành một cái ngành kinh tế quan trọng của thành phố. Thứ hai đó là phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng bền vững, chuyển đổi cơ cấu cây trồng cách phù hợp. Thứ ba đó là phát triển đô thị, trong đó thì huy động tập trung các cái nguồn lực một cách hợp lý để có thể là chỉnh trang đầu tư xây dựng cái kết cấu hạ tầng đô thị và đưa đô thị có một cái nét khởi sắc. Nhiệm vụ thứ tư đó là tập trung vào công tác giảm nghèo, đặc biệt là cái công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh chưa có tiền lệ trước những khó khăn do tác động ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Song dưới sự quan tâm của Trung ương cùng tinh thần đoàn kết nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương và sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng thuận của nhân dân, nên Gia Lai tiếp tục có những bước phát triển nhanh, bền vững. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội 16 Đảng bộ tỉnh, đã có 10 trên 26 chỉ tiêu vượt so với nghị quyết. Trong đó các chỉ tiêu quan trọng đều đạt cao, như tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GDP theo giá so sánh 2010 bình quân giai đoạn 2021-2023 ước tăng 9,1%. GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành ước năm 2023 đạt gần 71,5 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2023 bình quân hàng năm tăng 13,6%. Toàn tỉnh hiện có 91 trên 182 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Những kết quả quan trọng đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Mặc dù qua 3 năm thực hiện cái đại hội của nghị quyết, huyện gặp rất nhiều khó khăn, nhất là đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy và chính quyền và cũng nỗ lực của ngành các cấp của địa phương đã đạt được một số kết quả là đáng ghi nhận. Đó là cái thứ nhất là về các cái chỉ tiêu của nghị quyết là đạt 21 trên 26 là chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra. Và chính vì vậy cho nên đời sống của nhân dân là từng bước nâng lên. Được sự quan tâm của các cấp nhà nước là đã quan tâm chăm lo đời sống cho bà con nhân dân là trong thời gian gần đây cũng tạm thời cũng là ổn định. Về cái đường trường trạm thì nhìn chung cũng đường bê tông hóa thì là cái đường bây giờ cũng nhìn chung cũng là đường đi tới rẫy rồi tới khu sản xuất thì nhìn chung cũng là được đảm bảo. Đấy, cũng không có gì mà khó khăn về vận chuyển về hàng hóa. Trong giai đoạn cách mạng mới, dù còn đó những khó khăn, thách thức, song với truyền thống anh hùng và khát vọng vươn lên, tỉnh Gia Lai đang có những bước phát triển một cách bền vững, khẳng định được vị thế là vùng động lực ở khu vực Tây Nguyên.